Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với em. Thì kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an bên gia đình của mình. Đặc biệt là luôn luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé. Sau khi mà cô cháu gái đăng tải cái đoạn video cắt ghép lên cắt ghép xuống ấy, thể hiện cái khuôn mặt rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, kiểu như là mình là bị hại ấy, thì sau đó đã có một vài người nghệ sĩ lên tiếng gay gắt như sau. Đầu tiên là Hoa hậu Phương Lê đã chia sẻ như thế này: sinh thời cậu muốn cháu nối nghiệp, chứ không phải muốn cháu đối xử với con cậu như vậy. Luật gì cũng biết, nhưng chỉ có luật chia tài sản thì không. Ở có 2 năm thôi, mà tưởng là ở 20 năm không đó. Chứ mà ở thêm chục năm, chắc còn làm trịch làm thượng nữa. Tưởng nhà riêng của mình hay gì vậy đa. Tuồng kịch quá trời, mắc cười thật. Tài không có, đức cũng không có mà đòi nối nghiệp cậu. Ở khoảng chục năm thì đuổi chủ ra đường luôn, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không, đồ vô ơn. Và một người khác đã nói như sau: trời ạ, chỉ là ở nhờ nương tựa 2 năm mà còn không biết ơn nghĩa, sao quay lại đòi đứng tên đồng sở hữu tài sản với con ruột của người ta. Ở nhờ có 2 năm mà đòi chiếm đoạt tài sản của con ruột người ta, con người thật là đáng sợ. Ở ké chưa tới 2 năm đòi đồng sở hữu, lạy Chúa luôn. Em có ở nhà quê lên thành phố làm thuê căn hộ 7 năm rồi, giờ chắc em đi đòi thưa đồng sở hữu với người ta quá. Sau khi mà lên phân trần phân tích ấy, với vẻ mặt đáng thương, đáng khổ, coi như là mình là kiểu người bị hại đấy, thì con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh là nghệ sĩ Vũ Luân đã chia sẻ như sau: gương mặt tỏ vẻ rất đáng thương, cộng đồng mạng trông chờ một điều gì đó cho rõ ràng rành mạch, nhưng không kèm theo đó là sự hâm dọa tỏ vẻ như mình bị oan ức. Khi sự việc quá rõ ràng lại định đánh cháo khái niệm chuyển bại thành thắng. Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật. Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn chơi tình cảm thì sẽ nói chuyện với bạn bằng tình cảm. Cho bạn một lời khuyên, ở đời sự thất bại ngu xuẩn nhất là không biết mình sai ở đâu. Nghe câu này xong á, thấy nhục lắm, thấy nhục nhã thực sự luôn ấy. Không biết là cô cháu gái có dành thời gian để đọc tin tức không? Có dành thời gian để đọc tất cả những cái bình luận về mình không? Trời ơi, làm sao mà đọc được, làm sao mà dám đọc? Trầm cảm chết, stress chết luôn ấy. Bởi vậy nên mới nói rằng là cái nước cờ này của cô cháu gái đi là sai rồi. Dư luận đang vẫn rất là sôi nổi, đang rất là kiểu như là đang rất là dữ dội đấy. Mà cô ấy lại lên, cô ấy đổ thêm dầu vào lửa, thế là sai rồi. Đáng lẽ lên làm một cái video có xin lỗi hay gì thì cũng phải phân trần rõ ràng, phải giải thích rõ ràng những cái thắc mắc của khán giả. Khán giả chính là người đem đến cho mình danh tiếng mà. Khán giả tính chính là người đem đến cho mình cơm ăn áo mặc. Mình là ca sĩ mà, đúng không ạ? Mình hát trước khán giả, khán giả xem mình hát, khán giả yêu quý mình. Thì lúc mà lên giải thích, lên phân trần thì cũng phải giải đáp cái thắc mắc của khán giả chứ. Đằng này lại không, lên dọa khán giả. Lên dọa khán giả rằng là sẽ kiện về tội 331 nếu như mà hạ nhục danh dự. Mà thực ra ấy, danh dự hay không ấy, thì tự bản thân cũng phải biết rồi, đúng không ạ? Bây giờ là có mấy cái group ấy, là người ta tẩy chay ấy, là có mấy chục ngàn người ấy. Không lẽ bây giờ là đi lập vi bằng hết mấy chục ngàn người, hay là đi kiện hết mấy chục ngàn người? Có tiền không? Có tiền để kiện hết mấy chục ngàn người không? Cái dở nhất của những người này ấy, là cứ hở tí, đụng tí là lên mạng đòi dọa kiện người này người kia. Hẳn là các quý vị khán giả sợ quá cơ. Sợ lắm ý. Thà rằng là không nói được lời nào tử tế thì im luôn, cứ để im luôn đi. Đằng này lên lại đổ thêm dầu vào lửa, lại dọa dẫm người ta. Dẫm ai không dọa dẫm, lại đi dọa dẫm khán giả. Thế thì coi như là cái con đường sự nghiệp của mình là nó bị cắt đoạn từ đây đấy. Mà tất cả cái lỗi lầm này đều là tự bản thân mà ra, chứ không ai tạo ra cho mình cả. Kiện thì kiện chứ, kiện kệ nó đó, quyền của nó em ơi, nó kiện là quyền của nó chứ. Nó kiện là quyền của nó. Không ai cấm nó làm chuyện đó chứ, nó cứ đi kiện thoải mái vô tư. Nhưng đâu có ai cấm được, cái đó là cái quyền cá nhân của từng người. Thì cũng đây như là mình, mỗi con người người ta có quyền cá nhân, đúng không? Người ta không thể thấy cái chuyện trái tay gai mắt mà người ta im lặng được. Cá nhân của Phương Lê là một cái người thật sự, ai nói Phương Lê nhiều chuyện Phương Lê chịu.
mình chịu, mình chấp nhận là nhiều chuyện nha, chuyện phải của mình cũng lên tiếng, tại vì mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện vô lý, đúng không? Còn tay còn chân, còn tay còn chân còn trí óc thì không thể nào mà giành giật của người ta kiểu đó được. Với lại một người mà hả cô thân độc mã như vậy, sống ở trên đời này lá lành đùm lá rách, đúng không mọi người? Sống trên đời này lá lành đùm lá rách, Loan không có ai, Loan không có ai hết trơn á, mẹ không có, cha thì chết rồi, chỉ có còn chú với còn cô thôi, mà chỉ còn chú còn cô còn em họ thôi, mà như vậy thì chúng ta lên tiếng thôi. Trời ơi, chúng ta thấy chuyện sai không lẽ đứng đó nghe răng ra cười? Con người nó hơn nhau ở con vật là vậy đó. Con vật nó thấy nhưng mà đôi lúc nó không giúp được, tại vì hả nó không có tiếng nói, đúng không? Còn con người của chúng ta thì chúng ta là con người bảo vệ người yếu thế, đó là cái lòng cái tâm của từng người, không phải là trách nhiệm mà đó là cái lòng cái tâm của từng người. Tôi là sống là có cái lòng, có cái tâm, nên tôi chả nói gì, kiểu tôi chả nói gì mà sai hết trơn á, tôi nói đúng mà, tôi phân tích mà, chuyện rất là bình thường. Cha mà mất, mẹ mất là để tài sản lại cho con, đúng không? Khi nào rồi á hả, khi con là ưu tiên, sau đó thì bắt đầu hả không có con mấy tới râu ria rễ má, làm gì có chuyện người cha người ta mất mà để nhà lại cho chia cho cháu cho chị này nọ. Thí dụ như thật sự như chú mà muốn cho mình, chúng mình hay chú mà muốn cho thì chú đã viết di chúc, đúng không mọi người? Chứ đâu phải trong lúc chú xỉn xỉn chú nói cho vui đâu. Đâu phải hả muốn cho là chú, trời ơi, chú đủ tư duy, đủ khối óc. Mà trời ơi, chú là một người mà như vậy thì làm sao chú không biết được phải viết di chúc. Cái này là tại vì sao? Tại vì cái này là cái hiển nhiên. Mà con Loan nó chia. Thấy không? Chính nó là chủ động nói chia. Nhưng mà những người đó người ta không có chịu. Thì có phải là người ta đang bắt nạt nó không? Người ta đang chèn ép nó không? Thì chèn ép nó thì mình là cái người ngoài, mình nhìn vô, mình thấy một người mà thân cô thế cô bị chèn ép như vậy. Cái này bây giờ sao kiện là phải kiện cả cộng đồng này. Kiện vài chục triệu người, chứ không phải kiện một cá nhân một người nào đâu. Tại vì sao? Mọi người comment đi, mọi người có đồng tình với cách đó hay không? Mọi người không đồng tình hay là mọi người đồng tình? Mọi người có đồng tình cái cách mà chú chết rồi, ủa cậu chết để tài sản lại cho con gái, hay là cậu chết để tài sản lại cho cháu? Mọi người hãy comment là con hay là cháu đi. Thì bây giờ là sẽ đi kiện hết những người ta nói là để tài cha chết để tài sản cho con, bây giờ đi kiện hết vài chục triệu dân gì đó. Tôi tin rằng là nguyên mà 90 triệu dân ở đất nước Việt Nam này thì hết 89 triệu dân là không đồng tình rồi, đúng không? Cha cha mẹ chết tất nhiên để tài sản lại cho con thôi. Không lẽ người nào người ta không đồng tình, người ta lên tiếng đi kiện ta? Trời ơi, vô lý đúng không? Không có cái chuyện mà cha chết mẹ chết để tài sản lại cho cháu. Người ta để tài sản cho con, người ta còn dần dần ở đó. Người ta muốn cho cháu là người ta đã ghi người có ông phần rồi. Nên đừng có ăn vạ. Lên clip cái kiểu này là còn bị ghét thêm nữa. Không có, còn bị ghét thêm nữa, thay gì á là mình phải hiểu chuyện, ngồi đó đọc luật, đọc ơn tùm lum lá chân á. Luật đó trên mạng ta ghi đầy. Giờ Google trên mạng ghi chứ đâu có cần in ra đâu. Cái tông dạo này hay là có cái chuyện lập di bằng thừa phát lại đồ, làm chuyện cho tốn tiền không à, làm mấy cái đó tốn tiền chứ bộ.
con ruột là thừa kế 100%. Tôi thật sự là tôi không có quan tâm tới cái chuyện mà phúng điếu hay là từ thiện từ ơ gì chứ, mấy cái đó là chuyện nhỏ, mấy cái đó là cái chuyện nhỏ, tại vì mà lúc hả cái chuyện đó là nó cũng không có phải là chuyện lớn, cái chuyện đó không phải là chuyện cốt lõi, cái đó người làm trời biết, và người nào ấy gieo nghiệp. Nhưng mà cái chuyện rõ ràng, cái chuyện cốt lõi ở đây là đơn giản nhất trên cuộc đời này, kể cả một đứa con nít nó cũng biết được, là cha mẹ mà mất để lại tài sản là cho con, chứ không có để lại cho anh chị, cũng như là để lại cho cháu, cho gì hết. Nếu thật sự là cái người mất đó, nếu thật sự là cái người mất đó là người ta hả muốn cho ai đó, người ta đã chia phần rồi. Trời ơi, ổng nói mà 20-30 năm trả nợ, người ta nói gì sai mà lên đòi kiện ảnh hưởng. Clip chú chính miệng chú nói chần chần 20-30 năm trả nợ cho ông Bảy với lại Nhung, clip con chần chần đó mọi người. Trời ơi là trời, chú nói với một cái sự mà rất là ức luôn á. Thì người ta, tất cả người ta chỉ có nói lại những điều chú nói thôi, thì ai có lỗi gì, ai sai gì, ai nói thêm, ai phỉ báng gì, ai nói thêm, ai phỉ báng gì. Cho nên 90 triệu dân mà chỉ có vài người chơi với tụi nó là binh tụi nó thôi, còn nhiều là người luân thường đạo lý con người.